Sao chổi của quỷ sẽ đến vào năm 2024. Thiên tai và những thay đổi xã hội đang đến. Một ngôi sao chổi hiếm gặp đã vượt qua bầu trời đêm. Sự xuất hiện của nó được các nhà khoa học xem là một hiện tượng thiên văn. Nhưng theo truyền thuyết, ngôi sao này được gọi là sao chổi quỷ bởi nó mang theo thông điệp thay đổi vận mệnh của nhân loại. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một biểu tượng may mắn. Nhưng sau khi trải qua những thiên tai tự nhiên trên trái đất, chúng ta phải xem xét lại mọi thứ. Liệu sau khi sao chổi quỷ xuất hiện thì thảm họa có đến với thế giới hay không? Thảm họa này sẽ kinh khủng đến mức nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Năm 2024 đang diễn ra thực sự là một năm đặc biệt. Dựa vào những lời tiên tri và dấu hiệu trong sách cổ, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng năm nay sẽ xuất hiện loạt hiện tượng thất thường, bao gồm biến đổi thời tiết, động đất xảy ra thường xuyên, dịch bệnh lan rộng, mùa màng thất thu và còn nhiều yếu tố khác gây khó khăn cho cuộc sống của con người. Bước qua gần nửa năm 2024, thế giới đã xảy ra đủ loại thiên tai chưa từng thấy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Một số cư dân mạng sau khi tìm hiểu đã phát hiện ra rằng sự xuất hiện của các hiện tượng này có liên quan đến hiện tượng thiên văn xảy ra vài tháng trước. Đó là sự xuất hiện của sao chổi quỷ mang tên 12P Polsbrook. Sao chổi được xem là thiên thể xâm nhập vào hệ mặt trời với ánh sáng và hình dạng thay đổi theo khoảng cách với mặt trời. Những thiên thể xoay quanh mặt trời mặc dù có mật độ cùng khối lượng rất nhỏ với đường kính chỉ vài chục hoặc vài trăm mét, thế nhưng lại ẩn chứa nhiều thông tin nguyên thủy từ giai đoạn hình thành hệ mặt trời. Thông thường sao chổi sẽ được chia thành phần đầu với dòng bụi và khí bay ra, tạo thành một bầu khí quyển lớn nhưng rất loãng. Kế tiếp là hai đuôi riêng rẽ ngược hướng nhau. Hạt nhân sao chổi chủ yếu được cấu thành carbonic, methan và nước đóng băng, lẫn với các hợp chất hữu cơ cao phân tử và các khoáng chất khác. Khi sao chổi tiếp xúc gần với mặt trời, lớp băng bên ngoài sẽ bốc hơi, tạo ra một dáng vẻ mờ ảo xung quanh sao chổi. Diện mạo tổng thể của nó lúc này sẽ như một đám mây có hình dạng độc đáo. Tuy nhiên, những đặc điểm được mô tả chỉ là một phần cơ bản nhất của sao chổi. Trên thực tế, chúng lại càng bí ẩn hơn với những đặc điểm riêng của mình. Sở dĩ thiên thể này được gọi là sao chổi vì khi nó tiếp cận mặt trời, dưới tác động của bức xạ mặt trời sẽ phân hủy thành đầu và hai đuôi kéo dài, tựa như một cái chổi trên bầu trời đêm. Hiện nay, con người đã phát hiện hơn 1.700 sao chổi xoay quanh mặt trời. Chúng không chỉ cung cấp dấu vết quý giá về nguồn gốc của hệ mặt trời, mà còn mang lại niềm vui và kỳ vọng vô tận cho những người yêu thiên văn. Tuy nhiên, do sự khác biệt về kích thước, khoảng cách đến mặt trời và trái đất cũng như cấu tạo khác biệt, mà số lượng sao chổi thực sự sáng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường là rất ít. Khi một sao chổi xuất hiện, nó thường nhận được sự quan tâm rộng rãi, bởi trong lịch sử, những ngôi sao chổi thường gắn liền với các sự kiện không may. Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là sao chổi Halley. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng đã từng nghe qua cái tên này. Sao chổi Halley được tính toán và phát hiện bởi một nhà thiên văn học người Anh tên là Edmund Halley. Sự xuất hiện của ngôi sao chổi Halley đánh dấu một chiến thắng lớn của định luật hấp dẫn và khiến cho sao chổi Halley trở thành một viên ngọc quý trong lịch sử khoa học của nhân loại. Lý do nổi tiếng của sao chổi Halley bởi vì nó là ngôi sao chổi lớn nhất, dễ quan sát nhất và cũng là sao chổi duy nhất có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường từ trái đất. Theo tính toán, chu kỳ xuất hiện của sao chổi Halley là 76 năm, nên mỗi người chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một hoặc tối đa hai lần trong đời. Nhiều người còn cho rằng có thể hệ mặt trời vẫn còn tồn tại những ngôi sao chổi rực rỡ khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng có lẽ phải chờ hàng ngàn năm chúng mới xuất hiện một lần. Lần nhìn thấy cuối cùng của sao chổi Halley là vào năm 1986. Và nếu tính theo dự đoán chính xác thì lần trở về tiếp theo của nó sẽ là vào năm 2061. Gần đây, một sao chổi có tên Pan-STARRS đã thu hút sự chú ý nồng nhiệt của cộng đồng yêu thiên văn trên toàn thế giới. Một phần vì ngôi sao này đang di chuyển về phía mặt trời và đã đạt thời điểm quan sát tốt nhất từ giữa tháng 3 cho đến nay. Mặt khác, nếu bạn ở những nơi có độ cao so với mực nước biển cao hơn và ít ô nhiễm ánh sáng, bạn có thể nhìn thấy Pan-STARRS chỉ bằng mắt thường. Đồng thời,
các nhà thiên văn học dự đoán vào năm 2024 sẽ có sự xuất hiện của các sao chổi khác như Churyumov, Gerasimenko, Atlas và nhiều ngôi sao khác. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, độ sáng của Pan-STARRS đã đạt đến mức cao nhất. Vào khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2024, thiên thể này có thể sẽ trở thành sao chổi lớn thứ nhất được nhìn thấy bằng mắt thường trên địa lục châu Á. Tuy nhiên, trái với những thông tin khoa học được đề cập, hình ảnh sao chổi trong dân gian còn gắn liền với một hiện tượng kỳ bí hơn. Người xưa từng nói, năm nào có sao chổi xuất hiện thì đó sẽ là một năm hạn hán. Ngoài ra, đây còn là một năm đầy những hiện tượng kỳ quan thiên văn. Thảm họa tự nhiên tạo nên sự thay đổi xã hội và những sự kiện lịch sử đầy kịch tính. Được xem là bước ngoặt chưa từng có của các vì sao, sự xuất hiện hiếm hoi của một vật sao chổi trên bầu trời đêm là một dấu hiệu thiên văn. Ngôi sao chổi này sẽ được tôn là ngôi sao tiên tri, mang lại thông điệp thay đổi số phận nhân loại. Dường như thực tế đã diễn ra chính xác như vậy. Khi sao chổi xuất hiện vào đầu năm nay, thì những thảm họa tự nhiên bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên trái đất. Kể từ lúc xuất hiện sao chổi quỷ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại Nhật Bản đã xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở bán đảo Noto. Tiếp đó, một cơn sóng thần cao 5 mét đã gây thiệt hại nặng nề đối với tính mạng và tài sản của người dân Nhật Bản. Khắp nơi tại Trung Quốc cũng xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác nhau. Ở Quảng Đông, tác động của thời tiết bão lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến toàn tỉnh bị tấn công bởi mưa lớn và các cơn bão xoáy. Cùng với đó là mưa đá với kích thước lớn có thể gây vỡ kính, phá hủy mái của những ngôi nhà nhỏ. Ở Đông Nam Á gần đây cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng chưa từng có. Kỷ lục về nhiệt độ cao ở nhiều quốc gia đã bị phá vỡ. Tại thủ đô Bangkok và đảo Phuket của Thái Lan, nhiệt độ lên đến 54 độ C. Nhiệt độ ở một số khu vực của Philippines cũng gần 50 độ C và Việt Nam cũng ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục mới, lên đến 44,1 độ C. Kỷ lục thời tiết ở Lào là 43,5 độ C, phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó. Khu vực Atepu nổi tiếng cũng nằm trong tình trạng thời tiết thất thường với cơn mưa lớn hiếm gặp. Các cư dân địa phương gọi đó là cơn mưa rông hiếm thấy, còn hơn cả việc bị người ngoài hành tinh xâm nhập. Hiện nay, hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng trên toàn cầu, khi hạn hán trở nên phổ biến và mãnh liệt hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, theo sự ấm dần của trái đất, chúng ta sẽ chứng kiến càng nhiều hơn cơn mưa lớn và lũ mạnh gây ra thảm họa nghiêm trọng. Người xưa từng nói rằng, sự xuất hiện của sao chổi đều sẽ liên quan đến các hiện tượng thời tiết hiếm gặp. Thời tiết cực đoan sẽ gia tăng một cách đáng kể, ngay cả những nơi lạnh giá nhất cũng có thể xuất hiện nhiệt độ cao và ngược lại. Sự xuất hiện của sao chổi quỷ 12P Pons Brooks trong năm 2024 có phải đang báo hiệu cho những thảm họa sắp xảy ra? Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.